chỗ đứng của Cam hiện tại thì mình đã phải đánh đổi rất là nhiều, trải qua rất là nhiều bài học đắt giá. Có những cái bài học mà mình phải mất rất là lâu để mà mình nhận ra được cái sai của mình và cái cốt lõi của cái vấn đề. Để mà hỏi là 5 năm vừa rồi thì mình đã mất đi cái gì, trao đi cái gì, đánh đổi cái gì để mà có được những thứ mình có được hôm nay thì rất là nhiều. Mình đánh đổi rất là nhiều tiền bạc để mà vượt qua cái sự tự ti về nhan sắc khi mà mới bước chân vào nghề. Mình cũng có sửa, mình cũng có phẫu thuật thẩm mỹ chứ. Nhưng mà những lúc đầu mình không có tin vào bản thân, mình cũng không có một cái sự tự tin nhất định. Mà lúc đó mình chỉ nghĩ rằng là chạy theo cái tiêu chuẩn của mọi người. Và cứ thế mình quên mất mình là ai, mình như thế nào, mình thật sự có suy nghĩ gì, đang làm gì trong cuộc sống này. Thì thật sự là ngày xưa mình sống vô tri vô giác lắm, không hề có một cái suy nghĩ sâu xa sâu sắc về cái sự tồn tại của mình. Ngoài ra thì còn có những cái bài học lùm xùm từ công việc nữa. Nó khiến cho mình bây giờ đã tỉnh táo hơn và sáng suốt hơn trong những cái lựa chọn của mình. Cam thú thật với mọi người luôn là Cam là tằn tiện luôn. Cam không có dám xài tiền của mình vào một món đồ hiệu nào cả. Mặc dù là rất thích nha, cũng biết đồ hiệu đồ này đồ kia, tại vì mình cũng thấy những cái anh chị trong nghề họ xài mà cũng ao ước cũng thích lắm, nhưng mà bây giờ còn nhiều thứ phải lo về tiền bạc quá, cho nên là Cam vẫn chưa sắm được cho mình cái món đồ hiệu nào. Mình cũng hay nghe tới cái chuyện là phải sắm một cái món đồ hiệu hay cái gì đó để mà mình lên trình, lên class, người ta thấy mình sang trọng rồi, cái đẳng cấp của mình nó được lên level. Nhưng mà Cam cảm thấy rằng là nghèo thì cứ nói là nghèo thôi, có sao đâu, có gì phải lo, có gì phải sợ đâu, phải từ cảnh nghèo rồi nó mới có thể khá hơn, sang giàu hơn được. Cho nên là mình cứ thẳng thắn nhìn nhận vào cái khả năng kinh tế của bản thân để mà mình sống thoải mái với nó là được. Cam bây giờ cảm thấy thoải mái với bản thân mình, những cái bộ quần áo mình khoác lên người, những cái món đồ mình dùng, những cái thứ mình ăn hàng ngày nó cũng bình thường thôi, nó cũng không có gì quá đắt tiền. Mình vẫn có thể đi chơi với bạn bè, và xung quanh của mình thì không ai đánh giá mình về cái chuyện là mình làm được nhiều tiền hay không. Mình làm được ít thì mình ăn ít vậy thôi, không có gì phải lăn tăn quá nhiều cả. Ngày trước thì Cam đặt kỳ vọng cho bản thân mình và cả những người xung quanh mình hơi cao, lúc nào cũng vậy. Ví dụ như tới tuổi 25 là phải có tất cả, có nhà, có cửa, có người yêu, có xe cộ, có đủ thứ. Nhưng mà tới bây giờ thì Cam vẫn chưa có đủ, mình vẫn chưa có đủ những cái gạch đầu dòng đó. Tuy nhiên thì mình cảm thấy rằng là không có việc gì phải vội nữa. Trước dịch thì Cam sẽ stress, sẽ trầm cảm luôn vì những cái kỳ vọng đó mà Cam đặt ra cho bản thân. Sau dịch thì Cam mới có thể gỡ bỏ được cái lớp áo đó. Có thể là vì lúc đó mình đã học cái cách trân trọng cuộc sống hơn. Trước đó cũng không có ai là đồng ý hát cùng với Cam bài hát đó cả. Tuy nhiên thì có một người đã dang cánh tay của mình ra để mà giúp đỡ, đó là anh Hoàng Dũng. Và một cái bài hát mà Cam cũng làm và không có đặt KPI gì cả, cuối cùng thì lại là một bài hit trong giới trẻ. Từ sau đó thì Cam mới có động lực để mà làm tiếp những bài hát khác. Rồi từ cái bài hát này mình mới có thêm show, thêm chậu để mà mình đi hát, mình gom tiền để mà mình làm những cái sản phẩm sau này nữa.